Ok, hai giờ các bạn nha. Và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Stopper Gaming đây các bạn. Trời ơi, vừa mới Go Winter đã té rồi các bạn ơi. Làm mất uy tín của những người anh em xin lỗi chủ đó nha. Thì ngày hôm nay các bạn, mình vừa mới nhận được một cái gọi là một tin vui ha các bạn ha. Đó chính là cái thành phố này á, dạo này á, tụi mình càng quét SKPD nhiều quá rồi. Cho nên là bây giờ á, tụi nó ít có khi nào dám xuất hiện lắm. Đấy. Tại vì khi mà tụi nó thấy những người anh em xây dựng rõ là trưởng như tụi mình á, là tụi nó muốn chạy mặt hàng rồi các bạn ơi. Cộng với lại những người anh em cameraman này, rồi TV man, đồ cái kiểu đó ha. Đấy, cho nên là tụi nó cũng hơi ngán ngán ngại ngại tụi mình đấy các bạn. Ok, ngày hôm nay thì mình là siêu đội trưởng Go Booster các bạn ha. Còn đây là siêu đội trưởng Gao. Đây là Cuồng Phong. Đây là Deka cơ động và điện tử các bạn ạ. Đó, thì ngày hôm nay á, tụi mình sẽ đi tuần tra các bạn ha. Và tụi mình nó đang có một cái nhiệm vụ là tụi mình sẽ tuần tra. Ủa, ở đây làm gì mà có nhiều chấm đỏ dữ vậy ta? Theo dữ liệu mình phân tích thì cái này là bản đồ GPS các bạn ha. Thì á, ở đây nó có rất là nhiều những cái chấm đỏ như thế này. Đấy, những cái chấm đỏ như thế này thì nó thể hiện là có điều bất ổn các bạn ha. Giống như là các bạn nè, chấm đỏ mà có hình đầu lâu như thế này nè các bạn là tội phạm ha. Đấy, còn mà chấm đỏ hình tròn á thì có nghĩa là nó gọi là nó cũng là tội phạm các bạn ha, nhưng mà nó tội phạm ở một cái mức độ nào đó thôi, có thể nó gây hấn với mình, hoặc là có thể là nó gọi là nó chỉ muốn bắn bắn mình cái thôi đó. Ở đây còn có thêm mấy chấm xanh nữa nè, xung quanh màu đỏ, còn ở chính giữa là màu xanh. Ai, cái này mình cũng không biết nữa. Bây giờ thì tụi mình sẽ chạy qua bên đó để xem thử như thế nào nha, đánh giá tình hình rồi sau đó mình sẽ thông báo lại với các bạn biết sau ha. Rồi, ok, anh em lên xe. Trời ơi, anh trai chạy Gold Goal, anh trai chạy kỳ, anh trai nguyên chiếc Gold Goal luôn á các bạn. Tại trong game á thì nó để thành tên khác ha, chứ còn mà cái mẫu xe đó là mẫu xe Gold Goal các bạn ơi. Rồi, ok, ngày hôm nay mình sẽ quẹo ở đây nha các bạn. Let's go, come on baby. Đây, ngày hôm nay mình sẽ chạy qua đường này các bạn ha. Tại cái đường này là cái đường nhanh nhất để mình lên cái chỗ công trình bỏ hoang đó rồi các bạn ạ. Ồ, tụi mình cũng chưa có chuẩn bị gì luôn á, tụi mình tính đi tuần tra thôi. Nhưng mà ai ngờ tự nhiên trên GPS nó báo là có rất là nhiều chấm đỏ ở bên công trình bỏ hoang đó các bạn ha, giờ tụi mình đi qua luôn. Em mấy anh trai kỹ sư đang đứng để đóng cái dàn trắng để khỏi cho đất đá nó sạt xuống rồi các bạn. Đây, mình nghĩ đây là có một vụ tai nạn nào đó các bạn ha. Đấy, có một chiếc xe nào đó họ đã băng vào trong thành cầu này và làm hư những cái tấm chắn này. Khi mà có sạt lở thì rất là nguy hiểm các bạn, cho nên là họ đã đứng để gia cố lại các bạn ạ. Khi mà có là họ khắc phục liền các bạn ha, chứ họ không có để đâu. Mình hy vọng là ở bên đó cũng sẽ không có bất kỳ một cái chuyện gì phức tạp các bạn ha, sẽ xảy ra các bạn ạ. Mình nghĩ là mọi chuyện nó sẽ vô cùng đơn giản thôi. Rồi, mấy anh trai ngày hôm nay đứng đua xe mới ghê chứ. Đua xe nè. Ê, 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 coi chừng nó mở cửa xe mình các bạn ơi. Coi chừng nó mở cửa xe mình, nó quất mình đó. Nó kêu là cái máy của nó lâu quá rồi á, không có ai vào chạy lạnh luôn rồi các bạn ơi. Cái ý của nó là vậy á, có nghĩa là nó đểu mình, nó thách thức mình cho đua á. Cái máy nó để muốn lạnh luôn á. Mà chưa có ai đua. Trời ơi, đường này xuống quá các bạn ha.
Mình rất là muốn chạy lên đường này luôn á. Ôi trời ơi, nguyên một cái bãi đất trống này nè. Chạy đi cắm trại là ngon luôn á các bạn ạ. Quá đẹp. Đồi núi là quá đẹp các bạn ha. Cây cỏ rồi các kiểu. Đi mình chạy lộn đường rồi các bạn ơi. À, đường này ra cũng được các bạn ạ. Để mình đi cái đường này mà đi ra cũng được ha. Đường chung cư tới năm nằm trong miền Tây của mình mà các bạn. Đây, cái căn nhà kia nằm ở dưới ha. Đấy, bây giờ mình sẽ chạy vào bên đó. Kìa bên kia luôn kìa các bạn. Ai đẹp quá thôi. Ui, rất là nhiều chấm đỏ luôn á các bạn, mình không biết là cái gì luôn á. Để mình chạy vô chỗ mấy chấm xanh mình coi thử coi sao các bạn ha. Mấy thằng này mấy thằng nào đây? Ui, nó bắn mình các bạn ạ. À. Ây da, những cái thằng SKBD Toilet năm đầu các bạn ơi. Phải thật. Ây da, trời ơi, nó bắn anh em mình. Con xe đó anh em ơi. Ây da. Ý, ở đây là có những anh TV Man nè các bạn ơi. Thì ra là những anh TV Man đang bị tụi nó bao vây nè. Wow. Quá trời luôn. Chết rồi, chết TV Man rồi các bạn ơi. Ôi ơi, mấy anh TV Man bị tụi nó bao vây nè các bạn. Đông quá vậy. Ây da, trời ơi, những thằng tiêu đội trưởng của mình chết hết luôn kìa các bạn. TV Man cũng chết luôn rồi. Ây da, mình dính bẫy rồi các bạn á. Sao tụi nó đông quá vậy? Ở trên đây rồi. Còn đúng một anh TV Man cũng chết nốt luôn rồi các bạn ạ. À. Quái thật. Ây da, bây giờ còn đúng mình thôi. Chết mình rồi các bạn ạ. À. Này nó bắn căng quá các bạn ạ. À. Ôi. Chết rồi, kìa này là chắc mình chết luôn á các bạn ơi. Anh em mình là chết hết rồi. Ây da, bên kia còn có một anh TV Man nữa kìa các bạn. Ôi ôi, thì ra tụi nó đang bao vây những người anh em TV Man các bạn ha. Ôi ôi, những người anh em của mình chạy vào đây để xem như thế nào, chết hết luôn rồi. Còn đúng một mình với lại anh TV Man bên kia thôi. Phải thật. Ai. Tụi mình tới kịp thì cũng chết, mà không tới kịp thì những anh TV Man này cũng chết các bạn à. Tụi nó quá đông. Trời ơi, năm đầu nó mới ghê chứ. Xong rồi, xong rồi, xong tụi mình rồi. Chạy chạy các bạn ơi, đông quá. Chạy thôi TV Man ơi, này em chịu hết nổi rồi. Nhưng mà nếu mình chạy vậy á thì sẽ chết anh em TV Man các bạn ha. Trời, nó nổ kìa. Phải thật. Mình không thể nào chạy như vậy được các bạn à. Mình không thể nào bỏ mặc anh TV Man ở đây. Mình sẽ cùng chiến đấu với lại anh TV Man chống lại cái tụi này các bạn ha. Ôi, nó quá trời luôn á các bạn, xem nè. Đóng luôn. Toàn là SKBD năm đầu không à. Ây da, phải chi ngày hôm qua mà còn cái anh TV mà là năm đầu quá các bạn ha. Anh TV đại ca TV Man ấy, thì chắc có lẽ anh sẽ giúp được tụi mình á. Còn bây giờ tụi mình phải đứng đây và đối diện với lại những cái thằng SKB năm đầu như thế này nè. Thật là khó khăn của chung tụi mình quá mà. Chết đi nè, tụi bay chết đi. Ui, cái này bắn chừng nào mới hết đi các bạn. Anh TV Man hả, nãy giờ đứng đây bắn quá cho bắn luôn. Ui. Ê, như mình nghe tiếng gì đó các bạn ơi. Trời ơi, ai khi quyến xe hơi luôn luôn vậy. Ôi ôi, ghê vậy, ai vậy? Mình thấy ai vừa mới lại đến đánh cái tụi hả SKBD năm đầu nè. Sờ SKBD. Ui, đây là ai vậy? Trời ơi, quá dữ luôn các bạn coi nè. Ê, lại là một người anh em TV nữa hả?
Trời ơi. Trời ơi. Nhưng mà theo mình thấy thì đây không phải là con trai các bạn ha. Tuy cũng là TV nhưng mà không phải là con trai. Ê, có khi nào đây là TV của mình luôn các bạn. Thôi, nó cầm gì vậy? Nó cầm nguyên cái bazooka luôn các bạn ơi. Ây da. Ui, chết hết luôn hả? Trời ơi. Ai? Đây chính là TV của mình các bạn. Đây nè. Ôi, TV của mình là trời, cái mặt nhìn dễ thương ghê không? Cái mặt khóa chết thương luôn các bạn ha. Mắt thì nhíu lại, miệng thì cười trúng chím trúng chím. Đây bộ đồ của các quý cô woman nè các bạn. Ui ui, ngày hôm nay lần đầu tiên mình thấy TV woman luôn á. Nhưng mà đằng sau cái TV nó là hai cái gì vậy? Hình như đây là hai cái động cơ tên lửa đẩy đúng không? Ôi ôi, TV woman á, nó có khả năng rất là đặc biệt các bạn ha. Nó có thể nhìn vào mặt mình và nó có thể dịch chuyển mình qua một chiều không gian khác luôn, qua một khu vực khác luôn ấy. Ờ trời, hên với các bạn, ngày hôm nay có hả TV Woman giúp đỡ. Nè TV Man ơi. Ôi ôi, ngày hôm nay hả tụi mình vô tình được TV Woman giúp đỡ nè. Ôi ôi, quá tuyệt vời luôn các bạn. Ôi ôi, quá dữ luôn rồi. Uầy, trong hai ngày mình đã gặp hai nhân vật quan trọng của gia đình TV Man các bạn. Ngày hôm qua thì mình gặp là TV Man năm đầu các bạn ha. Ngày hôm nay thì mình gặp được TV Woman. Quay. Vừa mới ra một cái tụi SKB năm đầu này chết hết luôn các bạn. Không còn một thằng nào sống sót hết. Nhưng mà buồn cái là những người anh em mới sinh dương đỏ tụi mình nó vừa mới chạo đây chưa kịp hả gọi là phản ứng, chết hết luôn các bạn ạ. Ôi ôi, đúng là sad boy luôn các bạn ạ. Đúng là sad boy luôn á. Ở trên đây còn có thêm mấy người anh em TV Man cũng bị hả nằm xuống đó nè. Cái tụi này càng ngày nó càng quá đáng rồi các bạn ơi. Đây nè, ở đây có hai người anh em TV Man đó nè. Còn người anh em TV Man này á, may mắn được mình cover hỗ trợ thì vẫn còn sống các bạn ha. Còn những người anh em kia là lăn xì đụng hết rồi. Vậy thật. Rồi ok anh em nha. Và video của mình tới đây kết thúc nha. Và mình đã gặp được TV Woman rồi, khá là vui. Và hy vọng các bạn thích video này của mình. Và nếu như các bạn thích thì hãy nhớ cho một like, một subscribe nha. Nếu như các bạn có yêu cầu, lại có ý kiến thì các bạn comment ở bên dưới. Ok, còn bây giờ thì mình là Stobin của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye bye nha.